Messi ra sân trận cuối, giá vé chung kết Copa America 2024 cao không tưởng vé. Xem trận chung kết Copa America 2024 có giá cao không tưởng khi lần cuối siêu sao Lionel Messi thi đấu tại đấu trường này. Siêu sao người Argentina hiện 37 tuổi và đã xác định đây là lần cuối cùng anh dự một kỳ Copa America. Tôi đang tận hưởng từng trận đấu tại Copa America 2024. Cũng giống như Otamendi hay Di Maria, tôi nhận thức rằng đây là những trận chiến cuối cùng của chúng tôi. Messi mới đây phát biểu, chúng tôi đang trân trọng từng khoảnh khắc cùng nhau chiến đấu như một tập thể. Việc lọt vào một trận chung kết khác và cạnh tranh cho chức vô địch không phải là điều dễ dàng. Đối với cá nhân tôi, đây sẽ là kỳ Copa America cuối cùng, sau khi chúng tôi đã trải qua kỳ World Cup cuối cùng. Đúng như tuyên bố, nỗ lực của Messi và các đồng đội đã đưa đội tuyển Argentina vào chung kết Copa America 2024. Họ sẽ đối đầu với tuyển Colombia vào lúc 7 giờ ngày 15/7, trong bối cảnh Messi xác nhận đây là lần cuối anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ cũng đã khiến giá vé trận chung kết tăng phi mã. Trang StubHub đã công bố giá vé xem trận chung kết tại sân vận động Hard Rock ở Miami, Mỹ với mức giá niêm yết từ 891 USD đến 15.882 USD, hơn 400 triệu đồng. Sân vận động Hard Rock có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Nền tảng Ticketmaster cũng cung cấp vé với giá từ 2.249 USD, hơn 57 triệu đồng, cho vé ở vị trí cao trên khán đài phía sau khung thành, đến 11.903 USD hơn 300 triệu đồng, cho vị trí ngồi đẹp tại sân Hard Rock. Khi cộng thêm các chi phí dịch vụ, giá vé gốc có thể lên đến khoảng 10.000 USD mỗi vé. Các vé có vị trí tương đối đẹp hiện được bán với mức giá từ 6.000 USD, hơn 150 triệu đồng, đến 7.000 USD hơn 177 triệu đồng. Vé cho trận chung kết Copa America 2024 còn được bán trên các trang khác như SeatGeek và StubHub, dẫn đến sự chênh lệch về giá vé. Giá vé cao nhất để xem chủ nhân 8 quả bóng vàng thi đấu trận chung kết Copa America 2024 lên tới hơn 400 triệu đồng quả thật cao không tưởng.